Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải anh em ơi. Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ. Ở video này thì Khải sẽ soi xét đồ của cao thủ liên đấu hàng 2 tháng vừa rồi cho anh em xem. Đó, anh em thấy không? Võ Lâm liên đấu hàng 2. Anh này là đường môn anh em. Anh này thì từ đầu đến cuối trận thì ông ta là đường môn, với lại bang khá là khỏe nên là bình bằng bát nè. Anh được thiên tử nên là được xét đăng bang 7 ngày. Đó, và kèm theo bông tiêu 7 ngày. Đó, ok chưa? Đang xét đăng bang 7 ngày anh em. Đó, bông tiêu 7 ngày luôn. Thì cái này thì phần thưởng thiên tử nó ra nha anh em. Hiện tại server chưa có set nào đâu anh em. Set này là chỉ sử dụng 7 ngày là hết hạn. Rồi tiếp đến cái vũ khí. Cái vũ khí thì cái vũ khí này cũng là cái vũ khí 3 ngày nè. Vũ khí 3 ngày 6 dòng mắt ộp mở ra random. Đó, mở ra random 6 dòng mắt ộp. Và cái vũ khí này thì mới ra hôm qua thôi nè. Mới ra hôm qua thôi. Hôm qua sau open hôm qua sau khi open đua top ăn hội nạp một phẩm đua top ăn hội thì cái này là cái vũ khí đầu tiên. Mở ra được top 30, sát thương 50 điểm. Đó, và hút sinh lực 10. Nó này thì quá bình rồi nè, quá đẹp rồi. Nó thiếu một cái này, nó thiếu phần trăm thôi. Và hiện tại nó là thời hạn nha em, nó chỉ 3 ngày thôi nè. Tí nữa này anh xem anh em xem bot em sẽ thấy nha em. Cái này thì thời hạn 3 ngày thôi nè. Đó, đó là set đồ của liên đấu hạng 2. Vừa rồi thì liên đấu tự do nha em, tháng vừa rồi là liên đấu tự do nha em. Những mùa liên đấu này nó sẽ bắt đầu từ ngày 8 cho đến ngày 28 kết thúc nha em. Và ngày hôm nay thì Khải sẽ soi đồ tất cả các cao thủ hạng liên đấu cho anh em xem. Anh em thấy hạng liên đấu bên dưới có con cọp không? Con hổ không? Hạng 2 anh em. Đó, hình con cọp đó. Rồi, hiện tại đang sử dụng bao tay làm phòng thủ 25 này, dòng 1, sinh lực lực. Đây là một thủ lý 25, sinh lực lực. Đó. Và đang có một cái nón 25-40. Mắt bình thiếu dòng cuối chưa ép thôi. Một đôi giày cũng là phòng thủ một lý 25-40. Thì anh em thấy đây phòng thủ này, 1 món, 2 món, 3 món, 4 món. Kèm theo di dạng 3 thì anh em đủ biết rồi. Tầm này thì đường môn, tầm này thì bá đạo rồi nè. Ông ta hạng 2 thì cũng không phải đáng nghi ngờ nè mà. Và đang sử dụng một cái áo 40, 25 kháng hỏa và 40 chón. Thì áo này thì kèm theo set đăng bang thì lượng kháng hỏa trên beat nè. Trên beat thì đủ giao tranh với cái bang rồi nè. Lắng hỏa trên beat đủ giao tranh cái bang rồi. Đó, ok chưa? Rồi, nói chung thì anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho Tí Cô Nương ở cầm 1. Cũng như là video khả một like chia sẻ cho anh em ơi. Anh này thì chắc 111 nè. Anh này chắc 111 cấp. Đây anh em xem top liên đấu nè. Liên đấu nè, ok chưa? Liên đấu tự do nè. Đó. Đây. Đó. Top 1 là Thiên Bang, Ngọc Đại Kali. Top 2 là Ech này anh em, top 2 là Tứ Cô Nương này, top 3 là Khả này, DKG này đó. Top 4 là Engen. Cái gì là Khả sẽ show lần lượt tất cả các top cho anh em xem sơ qua nha. Và đây là video top 2, anh em xem video cho một like chia sẻ nha em ơi.